Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Honda CRV Một mẫu xe SUV 7 chỗ gầm cao được lắp ráp tại Việt Nam Tại thời điểm những ngày đầu tháng 7 này Chính sách bán hàng dành cho mẫu xe Honda CRV đã có sự thay đổi Cụ thể dành cho phiên bản Honda CRV bản G Mức khuyến mại tiền mặt đã được tăng lên từ hơn 80 triệu thành hơn 100 triệu Còn các phiên bản còn lại Chính sách khuyến mại tiền mặt vẫn ổn định so với thời điểm tháng 6 vừa rồi Cụ thể trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật lại cho anh em chi tiết chính sách bán hàng của từng phiên bản Honda CRV tại thời điểm đầu tháng 7 để anh em nào đang có nhu cầu quan tâm mẫu xe này anh em xem video có cơ sở để đưa ra quyết định mua xe cho phù hợp mời anh em cùng xem chi tiết mẫu xe Honda CRV có 3 phiên bản được lắp ráp tại Việt Nam phiên bản thấp nhất đó là CRV bản G một cầu phiên bản thứ hai đó là CRV bản L một cầu Phiên bản thứ ba đó là CRV bản L 2 cầu. Phiên bản thứ tư đây là phiên bản đặc thù và duy nhất sử dụng động cơ xăng điện là xe 5 chỗ và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đó là CRV bản e-HV RS. Và phiên bản đầu tiên em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc CRV bản G. Về thông số kỹ thuật của xe thì em xin phép bỏ qua vì trong video trước em cũng đã cập nhật thông số kỹ thuật cho anh em rồi. Anh em nào quan tâm đến thông số kỹ thuật của xe thì liên hệ với em em sẽ gửi catalog qua Zalo cho anh em để anh em tham khảo và nghiên cứu. Còn trong video này, em sẽ cập nhật luôn cho anh em về chính sách bán hàng. Honda CRV bản g một cầu có giá niêm yết là 1 tỷ 109 triệu. Tại thời điểm đầu tháng 7 này, chính sách bán hàng của hai cơ sở bên em như sau. Tại cơ sở Hà Nội, hỗ trợ giảm 110 triệu tiền mặt. Như vậy là mức giảm tiền mặt cao hơn so với thời điểm tháng 6 khoảng hơn 30 triệu. Giá bán cuối cùng cho anh em chỉ còn có 999 triệu. Tặng anh em 20 triệu phụ kiện trong list phụ kiện của showroom bên em nữa cơ sở thành phố Hồ Chí Minh mức giảm vẫn đang ổn định ở mức 80 triệu tiền mặt, giá bán là 1 tỷ 029 triệu. Ngoài ra vẫn tặng anh em thêm 20 triệu phụ kiện trong list phụ kiện của showroom bên em. Anh em quan tâm đến list phụ kiện bao gồm những gì thì liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em. Số điện thoại để góc phía dưới bên trái màn hình ạ. Căn cứ từ giá bán như trên, giá xe ra biển số lan bánh tại các địa phương, em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo như sau. Vì trước đây dự kiến là mùng 1 tháng 7 sẽ có chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, nhưng kế hoạch đã lùi lại dự kiến sẽ là mùng 1 tháng 8 nên em sẽ tính giá xe ra biển số nam bánh khi anh em được hỗ trợ để anh em có cơ sở anh em chờ thuế anh em mua xe đăng ký biển hà nội sẽ là 1 tỷ 088 triệu các tỉnh áp 12% là 1 tỷ 068 triệu các tỉnh áp 10% là 1 tỷ 057 triệu biển thành phố hồ chí minh sẽ là 1 tỷ 106 triệu và các tỉnh miền nam sẽ là 1 tỷ 087 triệu giá xe ra biển số là bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể xem trên màn hình giúp em chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài anh em lưu ý ạ anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc CLV bản G một cầu khi có chính sách hỗ trợ thuế cùng với anh em đặt xe tại điểm này thì số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 238 triệu các tỉnh áp 12% là 219 triệu các tỉnh áp 10% là 208 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 232 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 212 triệu. Ngoài ra anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thất vỏ, năm đầu tiên chỉ giá là 11,9 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 849 triệu tương đương với 85% giá trị xe. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu 3 năm. Với gói vay 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 13,9 triệu, trong đó gốc chia đều là 8,8 triệu, cùng với lãi cho tháng đầu tiên là 5,1 triệu, dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Anh em nào cần đi bảng kê chi tiết gốc lại hàng tháng, theo số tiền vay, thời gian vay, theo nhu cầu của mình thì anh em liên hệ với nhân viên bên em, bên em sẽ tính cho anh em. Anh em xem bảng kê đó, anh em có thể nắm được tổng số tiền lãi trong suốt quá trình anh em vay là bao nhiêu tiền, anh em có quyền tất toán trước hay là trả bớt gốc trong quá trình anh em vay. Phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Honda CRV bản L1 cầu. Chính sách bán hàng tại thời điểm đầu tháng 7 của hai cơ sở bên em như sau. Nhìn chung, chính sách bán hàng này so với tháng 6 thì vẫn đang ổn định, không có gì thay đổi. Giá niêm yết của nhà máy là 1 tỷ 159 triệu. Tại thời điểm đầu tháng 7, cơ sở Hà Nội giảm 85 triệu tiền mặt, giá bán là 1 tỷ 074 triệu. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì giảm 70 triệu tiền mặt, giá bán là 1 tỷ 089 triệu. Tại hai cơ sở vẫn tặng anh em 20 triệu phụ kiện. Anh em quan tâm thì anh em liên hệ với nhân viên bên em, bên em sẽ cập nhật cho anh em những phụ kiện anh em được tặng. Với giá bán như trên, giá xe ra biển số 5 bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo như sau trong trường hợp anh em được hỗ trợ thuế. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội sẽ là 1 tỷ 166 triệu, các tỉnh áp 12% là 1 tỷ 146 triệu, các tỉnh áp 10% là 1 tỷ 134 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 169 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 1 tỷ 149 triệu giá xe ra biển số 5 bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc CRV bản L một cầu anh em đặt xe tại điểm này và chờ giảm thuế thì số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 253 triệu các tỉnh áp 12 phần trăm là 233 triệu các tỉnh áp 10 phần trăm là 222 triệu biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 243 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 224 triệu Ngoài ra anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thật vỏ, năm đầu chỉ giá là 12,8 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 912 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 14,9 triệu trong đó gốc chia đều là 9,5 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 5,4 triệu dư lợi sẽ nằm dần trong những tháng tiếp theo anh em nào mua xe tại cơ sở thành phố Chí Minh thì giá bán cao hơn so với cơ sở Hà Nội nên anh em sẽ vay được cái định mức vay cao hơn và chi tiết gốc lãi hàng tháng của gói vay tại cơ sở tp phố Chí Minh thì anh em cứ liên hệ với nhân viên bên em. Nhân viên bên em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê chi tiết gốc lãi cụ thể nhất để anh em tham khảo. Phiên bản thứ ba em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc CV bản L hai cầu. Giá niêm yết là 1 tỷ 310 triệu. Chính sách bán hàng thời điểm đầu tháng 7 của hai cơ sở bên em như sau. Cơ sở Hà Nội hỗ trợ giảm 60 triệu tiền mặt giá bán là 1 tỷ 250 triệu. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ giảm 35 triệu tiền mặt, giá bán là 1 tỷ 275 triệu. Vẫn tặng anh em 20 triệu phụ kiện trong list phụ kiện của showroom bên em tại hai cơ sở. Với giá bán này, giá xe ra biển số la bánh tại các địa phương khi anh em được hỗ trợ thuế, em cũng đã tính lại cho anh em. Để anh em nào mới xem kênh trường Việt hay là những anh em mới theo dõi mẫu xe SV, anh em nắm được. Vì chính xe này so với tháng trước thì như nhau nên anh em nào thường xuyên theo dõi thì anh em có thể bỏ qua anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội sẽ là 1 tỷ 351 triệu các tỉnh áp 12 phần là 1 tỷ 331 triệu các tỉnh áp 10 phần là 1 tỷ 318 triệu biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 363 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 1 tỷ 343 triệu giá xe giao biển số năm bánh trên là em tính trước cho anh em khi anh em được hỗ trợ thuế rồi đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài anh em nào mua trả góp chiếc CRV bản đờ, hai cầu này, số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 288 triệu, các tỉnh áp 12% là 269 triệu. Các tỉnh áp 10% là 256 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 279 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 259 triệu. Ngoài ra anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu chỉ giá là 15 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói và như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 1 tỷ 062 triệu Trong thời gian vay tối đa là 8 năm Thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 17,4 triệu Trong đó gốc chia đều là 11 triệu Và lãi sau tháng đầu tiên là 6,4 triệu Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo Ngoài 3 phiên bản trên thì còn phiên bản thứ tư đó là phiên bản CLV HLVRS Phiên bản 5 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc phiên bản này thực sự là rất ít anh em quan tâm chính vì vậy anh em nào thực sự có nhu cầu quan tâm đến phiên bản CV này thì liên hệ với nhân viên bên em bên em sẽ cập nhật cho anh em chính sách mặt hàng tại điểm đó và màu xe kế hoạch xe cộ để anh em nắm được như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Honda CRV tại thời điểm đầu tháng 7. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.